mình là Mila và thú cưng ma thuật Morpho của mình có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mình muốn. Phát minh của ta xong rồi, tới đây xem đi. Ta đã phát minh ra dưỡng chất trẻ hóa, giờ ta sẽ thử nghiệm trên trợ lý. Dễ thương quá. Vui quá. Ống nghiệm lộn xộn. Ta không biết chăm sóc trẻ con như thế nào cả. Thôi không, vô phụ. Chẳng phải mang con bé về cho ba nó trong khi ta điều chế thuốc giải đi vậy nha. Morpho, bay
không? Có hai kẻ cướp vừa ở đây, chúng đã hết quần áo của tôi rồi. Không sao đâu ba, chúng ta có cả đống đồ trong tủ quần áo mà. Giờ nên cho ba mặc đồ như thế nào đây? Trông ba đẹp ghê đó ba. Bọn ta không còn là cướp văn phòng nữa. Bây giờ bọn ta là bọn cướp quần áo. Chúng ta sẽ trộm tất cả quần áo của cả thành phố. Cẩn thận nha. Trang phục. Đúng rồi, chúng ta cũng phải đưa đồ hóa trang cho cảnh sát nữa. Đây, cái này của chú cảnh sát. Tốt lắm, bây giờ thử theo băng cướp quần áo nào. Chúng ta phải bắt chúng trước khi chúng trộm hết đồ. Theo đuôi chú Marfu. Người không chặn được ta đâu. Sớm muộn gì chúng ta sẽ lấy được hết quần áo. Ô không, máy bay trực thăng đang rơi. Morpho, mau dùng tay bắt nó đi. Chúng đang ở đâu? Lần này ta phải bắt chúng. Đây, thưa ngài thị trưởng, chúng cháu cũng có trang phục cho ngài. Cảm ơn Mila. Bây giờ chúng ta phải chặn những kẻ cướp này. Thành phố này cần các cháu. Có một tên, ta sẽ bắt hắn. Trông cậy vào mình đó Morpho. Dùng cánh của cậu. Các người không theo kịp bọn ta đâu. Bây giờ bọn ta bắt được thằng bạn đó lè của ngươi rồi. Đám cướp ngu ngốc kia, Morpho, dùng cánh tay của cậu đi. Morpho, dùng cánh. Được rồi, giờ về chỗ mọi người thôi. Giỏi lắm Mila và Morpho. Các cháu đã bắt được bọn cướp và giờ mọi người đã lấy được lại đồ. Các cháu xứng đáng được huân chương. Giờ phải xem thị trưởng đâu rồi. Wow, cẩn thận đó Morpho. Telephone đang nhiễm cúm của thuốc cân phép thuật, nên là con phải tránh xa một thời gian nha. Wow, ba không bị bệnh sao? Chỉ có thuốc phép thuật mới bị nhiễm cúm phép thuật mà thôi. Ba với Telephone sẽ ở trong nhà để đảm bảo các thuốc phép thuật khác không bị nhiễm cúm. Không chơi ạ? Đừng lo, ở trong nhà vẫn chơi được mà, có phải không hả Telephone? Nhanh kìa! Không biết sao lại
Roma cũng bị cấm phép thuật đó. Đừng lại gần nha, Morpho. Chào chú họa sĩ, chào Roma. Tớ nghĩ cậu nhiễm cấm thú phép thuật rồi, Roma. Thì ra là như vậy. Roma bắt đầu hắt xì ngay sau khi có cái bong bóng gì đó nổ lớn trước mặt đó. Cậu nên ở nhà cho đến khi khỏe hơn, để không lây bệnh cho các thú cần phép thuật khác. Chúng ta ở nhà vẫn vui mà. Nghĩ xem chúng ta đã vẽ được biết bao nhiêu là bức tranh. Mila, nhìn kìa. Bong bóng lớn, xem nó tới từ đâu nào. Ủa? Thợ xây Lawrence, chú nên đưa Animi về nhà. Nó chứa cấm phép thuật đó chú. Ồ không, chắc là nó đã nhiễm bệnh từ một trong số mấy bong bóng trên trời đây nè. Thôi về nhà nghỉ ngơi cho đến khi khỏe ha Animi. Bong bóng nữa kìa. Hãy đi tìm xem mấy bong bóng này từ đâu tới. Nhìn kìa Morpho, là Boba. Boba thổi bong bóng. Boba, cậu phải về nhà và đừng ra ngoài. Tớ không nghĩ Boba muốn ở trong nhà đâu. Hãy đi theo nó Morpho ạ. Đủ khỏe để đuổi theo Boba không vậy? Được mà. Suýt được. Achoo. Cùng cũng bắt được rồi. Về nhà thôi, Boba ơi. Khi cậu bệnh mà còn ra ngoài thì sẽ lây bệnh cho rất nhiều thú cưng phép thuật khác đó, kể cả Morpho. Và ở nhà thì vẫn nhiều trò vui mà, đúng không Morpho? Đúng. Thấy không Boba, ở nhà chơi cũng vui mà. Anh chứ. Có thể biến tụi mình thành thú cưng phép thuật. Wow, cậu biến tụi mình thành Morpho được chứ? Chơi trò chơi nha, người nào nhảy cao nhất sẽ thắng. Hãy biến thành đi. Biến thành trực thăng. Đi theo họ thôi.
Ben, nhanh đi theo Ofo rồi biến thành bóng nảy lại nào. Thôi dừng lại nào. Không Ofo, bây giờ tao muốn trở thành một con robot. À, ups, xin lỗi ạ. Mình lại có một ý khác để bắt cậu ấy nè. Cùng nhau thực hiện đi. Morpho biến hình thành cái lồng. Không được làm loạn trong thành phố. Đã gây rất nhiều rắc rối trong thành phố. Mình xin lỗi Mila, Morpho. Mình không nên biến hình lần nào nữa. Có thể biến tụi mình về bình thường lại được không? Ôi không, tôi đang trở rất là vui mà. Cuốn hoàng. Thật là vui quá. Nhưng làm Morpho thật là quá khó. Mình vui vì lại được là chính mình. Chỉ có thể có duy nhất một Morpho, một April. Mọi người yêu hai cậu. Này Mila, nhìn ba này. Con không thấy ba. Nhìn lên trên. Ngầu quá đi. Yeah. Ofo cũng muốn tham gia. Cái gì? Ofo. Bà ngố quá. Thả ta ra Ofo. Có vui không hả? Không, không hề vui. Còn có ý kiến này, chúng ta đua đi. Hả? Nghe vui đó. Được rồi, ai tới được đỉnh núi trước thì người đó thắng. Chuẩn bị, xuất phát. Không, dừng lại đây. Ồ, họ nhanh thật đấy. Dạ, họ đang tới đỉnh núi đó. Chú từng đặt giải rồi đó. Đi thôi. Dẫn trước họ rồi. Mày thông minh thiệt đó. Giỏi lắm Morpho. Chưa bao giờ ba thấy mình khỏe như vậy. Ba biết một con đường tắt.
thì hôm đó đi Morphle. Chúng ta bắt giấu họ rồi, Awful. Đúng vậy. Cái gì? Làm gì đi, Awful? Nghe tuyệt thiệt. Đó là ngọn núi. Bà sẽ thắng cuộc đua này vì con Morpho. Ồ, không đâu. Ai thắng vậy? Tôi nghĩ là Hòa. Mà thiệt đó. À sao? Đừng lo Mila. Người làm tốt đạt giải thì luôn có hai giải thưởng mà. Hôm nay vui thật đó, Morpho. Tôi cũng thấy vui thiệt đó. Morpho, biến hình thành chiếc xe tải nào? Chúng ta cần đem hết mấy thứ máy móc này đến tòa nhà mới. Morpho, mang đến tòa nhà mới đi. Không được lộng hành ở đây. Tới rồi, tòa nhà mới đây rồi. Này, ở đây có một chiếc xe tải rồi. Đúng vậy, đó là chiếc xe tải duy nhất mà chúng ta không cần lái. Nó tự chạy tới. Bọn chú mua chiếc robot CP này từ giáo sư Song. À, cháu biết chú. Thợ xe Lawrence, mấy thứ máy móc của anh rớt ra từ xe tải đang làm đường xá lộn xộn hết cả lên. Ôi, đúng như anh nói, xe tải trống trơn rồi. Giờ phải làm sao đây? Morpho và robot xe bên kia có thể đi tìm những máy móc đó. Được, ý kiến hay đó. Morpho, biến hình thành chiếc xe bên.
chiếc xe ben nào. Nhìn kìa, Morpho, chiếc robot xe ben cũng tìm được hai chiếc xe rồi. Ai tìm được chiếc xe kế tiếp sẽ thắng. Không còn là băng cướp bùm lầy nữa, mà giờ chúng ta đã là băng cướp đập phá. Và bọn ta sẽ đập phá căn nhà này. Không, đó là nhà mình. Morpho, biến thành robot nào. Băng cướp đập phá bọn ta sẽ còn quay trở lại. Chúng tớ sẽ giúp cậu xây lại nhà. Chúng ta nên dừng trò chơi và cùng làm việc nhé. Thú nhân đôi đó. Thú nhân đôi có thể tạo bản sao của tất cả mọi thứ. Ai vậy ta? Xin chào, chúng tôi là những người thuộc hội hướng đạo sinh. Chúng tôi bán bánh quy. Nhìn ngon đó. Cho tôi mấy cái bánh quy nào. Ồ không, Villa, Morpho, bọn cướp trở mất thú nhân đôi rồi. Cần phải bắt chúng lại, nhưng chúng chạy xa quá rồi. Tụi mình bắt cướp bằng cách nào đây? Xe ba bánh. Cái này chậm quá. Morpho, biến hình thành xe cảnh sát siêu tốc đi nào. Ồ không, chạy đi. Chúng đâu mất rồi? Tớ tưởng chúng chạy hướng này. Hả? Nhìn kìa Morpho, chúng ở phía sau tụi mình. Sao chúng ở đó được hả? Bạn ta tóm các ngươi đây. Ồ không. Thú nhân đôi không có ở đây Morpho. Chúng giấu thú nhân đôi ở đâu vậy? Thú nhân đôi? Chắc nó đang nằm trong tay băng cướp nhạc cụ hay là băng cướp Long Vũ rồi đó. Kêu băng cướp quá. Hoặc là nó đang nằm trong tay nhóm cướp Morpho. Morpho, Morpho biến thành chúng ta là băng cướp băng cá nhân.
Marvel. Thiết bị mới của băng cướp có thể điều khiển thú phép thuật tùy thích mà không cần chủ nhân ra lệnh cho bọn chúng. Có thú nhân đôi trong tay, chúng ta có thể nhân đôi bản thân luôn. Bánh xe hả? Chúng ta không muốn làm nhóm cướp bánh xe, mà chúng ta muốn làm nhóm cướp kìm giấy. Bọn ta nhóm cướp Morpho đã cướp được Morpho. Tuyệt! Biến nó thành xe ủi đi, để ta có thể dễ dàng ăn trộm bánh xe. Không, biến thành giếp vỗ lông để vỗ lông vũ dễ hơn. Người ngốc quá, người ngốc quá. Người mới là ngốc. Ồ, nhiều mô phồ quá. Yeah. Mô phồ, biến thành xe ủi đi. Mô phồ, biến thành giếp vỗ lông đi. Mô phồ không làm gì hết. Cũng phải thôi, bởi vì chúng ta chưa cho nó vào trong xe cướp. Đừng làm vậy. Nếu chúng ta lấy thú nhân đôi ra, sẽ chỉ có hai chúng ta mà thôi. Chúng ta trốn. Mô phồ có kế này, biến thành gì đây? Không, mô phồ không có kế gì. Xe ba bánh. Không, không đủ nhanh đâu. Mô phồ cần Mila. Cuối cùng cũng được, mình cần cứu mô phồ. Chúng hợp tác thì tụi mình không thể làm gì. Cướp không hợp tác, cướp chỉ cãi nhau. Thật hả? Nếu vậy chúng ta có cơ hội rồi. Morpho 1 biến thành khủng long bạo chúa. Một cái quạt khổng lồ. Giờ thì cùng hợp tác để thổi đống lông vũ đi. Ô không. Morpho 4 biến thành thanh dốc. Cứu thú nhân đôi đi, ta cần nhiều lông hơn. Không, chúng ta cần nhiều bánh xe hơn. Gấp đôi số bánh xe. Ý kiến thật là ngu ngốc. Ý kiến thật là ngu ngốc. Không, chúng ta cần bánh xe. Long vũ. Giờ chúng ta có thể cứu thú nhân đôi. Không, không, không! Chúng ta không nên làm như vậy! Có đó nha! Morpho biến thành một con robot để bắt chúng nào! À, gì vậy? Ôi không! Và có bốn bạn Morpho và bốn tên cướp và mọi chuyện rất ly kỳ! Wow! Nghe sợ thiệt đó! Không sợ! Nhưng bọn cướp không hợp tác, trong khi tụi con thì có. Do đó tụi con có thể cứu thú nhân đôi và biến Morpho trở lại thành một. Hai Morpho ôm hai cái luôn. Nè John. Gì hả Stan? Ta mừng là mấy đứa kia đã biến mất, chỉ còn có người ở lại đây với ta. Ồ, ta cũng nghĩ vậy Stan. Ngủ ngon John. Ngủ ngon Stan. Ôi không, Morpho biến hình thành siêu anh hùng nào. Cả
cảm ơn siêu anh hùng Morpho nhiều nha. Wow, Morpho cũng muốn làm anh hùng. Morpho. Ôi không. Phải bắt hắn lại. Morpho. Siêu anh hùng Morpho. Cảm ơn Morpho. Hey. Không, đừng làm loạn ở đây. Đem con hổ về sở thú lại thôi. Được thôi. Ra khỏi đó đi. Wow, nhìn xem kìa, là thiên thạch. Ôm vào ngực thiên thạch. Giờ thì thiên thạch đang rơi về hướng thành phố đó. Ôi không, ngừng sao băng đi Morpho. Giỏi lắm Morpho. Cháu đã ngừng thiên thạch lại rồi. Cháu là siêu anh hùng đích thực đó Morpho à. Hả? Thả bọn ta ra. Mơ đi cưng, bọn ta cần các ngươi để bẫy Morpho đó. Cứu, cứu rồi. Ôi không, tụi mình phải cứu các cậu ấy. Xeo anh hùng ấp vào tới cứu. Dừng lại đi Morpho, bẫy đó. Ấp vào cứu. Hả? Bắt được ngươi rồi Morpho. Khoan đó, đây không phải là Morpho, là Morpho đó. Morpho, đây nè. Morpho, cậu đưa cảnh sát Freeze đến đây bắt bọn cướp nha. Các người đang bắn cướp kìa. Cảm ơn Morpho nha. Cảm ơn Morpho đã cứu chúng ta. Cậu là siêu anh hùng đích thực. Morpho, dạ, khủng long bạo chúa. Ừ, nhìn đẹp đó Morpho. Nhưng sao nó không có đuôi? Nó có đuôi hả? Tớ cũng không nhớ khủng long bay khủng long. Yeah! Anh thời gian, anh có thể đưa tụi em đến chỉ khủng long được không anh? Chụp vài tấm ảnh khủng long đi nào. Morpho, biến hình thành máy chụp ảnh khủng long nào. Mẹ
đám khủng long bay này. Nhìn xem, khủng long bay có mỏ dài và cánh xám và cánh máy bay trực thăng. Khủng long đó lạ quá, đi thôi. À, nhìn kìa Morpho, một con khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa lớn ghê, răng to nữa và trước ba tánh. Tớ chưa từng thấy con khủng long nào như vậy. Tụi mình thử tìm những con khủng long khác đi Morpho. Nhìn kìa Morpho, là khủng long cổ dài. Lớn quá. Đúng vậy Morpho, chúng rất to và có cổ rất dài nữa. Nhìn kìa Morpho, nó sắp trướng cổ để ăn lá đó. Nó đang làm gì vậy? Morpho, cậu có nghe tiếng cười đó không? Có gì sai sai rồi. Đi theo con khủng long cổ dài đó xem. Khủng long bay với cánh quạt máy bay trực thăng, khủng long bạo chúa trượt ba tánh. Không sao, nhờ cậu mà chúng tớ đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp đó. Cậu có muốn xem không? Sách này giúp tớ Morpho. Morpho, tuyệt. Ba cần tụi con giúp. Xoay ba bớt lấy kính của ba và giấu trong nhà thú rồi. Kính của ba. Morpho mệt rồi. Morpho phải tự làm mọi thứ một mình. Xin lỗi Morpho nha. Ước gì mình cũng có phép thuật như Morpho để cậu ấy có thể nghỉ một chút. Khoan đã, Mila, ý kiến tuyệt vời đó. Đây là thú kim tuyến. Nó có thể biến con người thành thú phép thuật trong vòng một ngày. Wow, chúng ta có thể biến thành Morpho thì sao? Mila biến thành khỉ nào. Giờ chúng tớ có thể biến hình. Cậu có thể nghỉ một chút rồi Morpho. Biến thành tên lửa. Giờ thì bay như thế nào đây ta? Nhìn thấy gì không hả Stan? Nếu chọn thuốc kiềm tuyến, chúng ta có thể biến thành băng cướp Morpho. Băng cướp Morpho biến mình có thể biến hình mà. Mila, mau biến thành xe đua nào. Ngầu quá đi thôi. Wow, wow, không dễ ha. Nhảy, nhảy. Làm sao con dừng đây? Ba cần chạy lẹ hơn.
Cứ như vậy thì mình không đuổi kịp bọn cướp đâu. Mình hãy biến thành robot đi ba. Được rồi, biến thành thuyền đi. Ba là robot. Robot. Robot hả? Wow. Không sao Morpho, chúng tớ làm được. Cậu cứ ôm đồm như vậy rất mệt đó, nhớ không? Morpho không mệt, chúng ta làm cùng nhau đi. Các ngươi không chạy được nữa đâu. Chúng ta không cần chạy. Hồ Kim Tuyến, biến hình chúng ta đi nào. Chúng ta không phải là Marvel Stan. Không, nhưng các ngươi là thú phép thuật. Ôi không, chạy đi. Chúng ta cứu được thú Kim Tuyến rồi. Yay. Bây giờ thì cho chung nào. Được rồi, biến thành tên lửa nào. Với cổ mấy thời gian của giáo sư Raisin, không gì cản được bọn ta. Chúng ta phải ngăn chúng lại, Morpho. Biến hình thành siêu anh hùng khủng long nào. Thì các ngươi không thể phá hoại gì nữa. Ôi không, mọi chuyện đáng ra không phải là như vậy. Tốt lắm Mila Morpho. Giờ hãy bắt tất cả bọn chúng lại để ta có thể đưa chúng về thời tiền sử. Nhanh, bắt lấy con khủng long ba sừng đi Morpho. Ta nghĩ các cháu quên một con rồi nè. Ôi không, Morpho. Tới phòng thí nghiệm nhanh, chúng ta cần tìm ra Morpho đã tới đâu. Điện lộn xộn. Ráng một chút nha Morpho. Chắc là ổn rồi. Ừ,